thấy cá sấu là điềm báo gì? Mơ thấy cá sấu trong sở thú. Nếu bạn mơ thấy cá sấu trong sở thú thì rất có thể bạn là một người có mong muốn độc lập và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để sống và làm việc một cách độc lập. Mơ thấy cá sấu trong rừng, đây là một giấc mơ tương đối kỳ lạ, thường mang ý nghĩa rằng bạn sắp bắt đầu với một kế hoạch dự định mới trong tương lai và hãy bình tĩnh, tự tin đối mặt nó. Mơ thấy mình thuần phục hóa cá sấu. Giấc mơ này thường mang ý nghĩa biểu trưng cho sức mạnh cũng như sự ảnh hưởng của bạn với những người xung quanh. Bạn cũng sắp hòa giải với những người từng có mâu thuẫn trong quá khứ. Nằm mơ thấy cá sấu bơi dưới nước, cá sấu đuổi theo. Chiêm bao này sẽ liên quan đến sự nỗ lực của bạn. Bạn đang cố gắng tránh xa những người không thật lòng với mình. Mơ thấy cá sấu đuổi theo bạn ở trên đất liền. Đây là giấc mơ cho thấy bạn là người có khả năng giải quyết vấn đề tương đối tốt và không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Mơ thấy cá sấu bị mình giết. Đây là giấc mơ được đánh giá tương đối may mắn, thể hiện dù bạn có gặp nhiều khó khăn thì luôn có thể vượt qua. Chim bao thấy ăn thịt cá sấu. Nếu bạn mơ thấy mình ăn thịt cá sấu thì điều này thể hiện rằng bạn có thể vượt qua sự lo lắng, nỗi sợ hãi về nguy hiểm trong tương lai và thật sự thành công. Mơ thấy cá sấu bơi trong nước. Giấc mơ thấy cá sấu bơi dưới nước thường thể hiện bạn là người có kiểu tính cách linh hoạt, có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chim bao thấy cá sấu lên bờ. Nếu bạn thấy cá sấu lên bờ, đây là giấc mơ liên quan đến tình yêu, ám chỉ rằng đường tình duyên của bạn sẽ rộng mở trong tương lai. Chim bao thấy con cá sấu nhỏ. Giấc mơ này thể hiện bạn là người đáng tin cậy và có thể chăm sóc được mọi người xung quanh một cách chu đáo. Mơ thấy mình đang bắn một con cá sấu, một dấu hiệu tích cực cho thấy bạn đang vượt qua những trở ngại và khó khăn. Điều này cho thấy rằng bạn đã tìm ra giải pháp tuyệt vời cho những vấn đề trong cuộc sống và kết thúc những lo lắng của bạn về một điều gì đó. Bắn một con cá sấu có thể biểu thị cho sự năng động và tham vọng để khám phá những ý tưởng và cơ hội kinh doanh thành công. Bạn đang sẵn sàng đối mặt với những thử thách, sẵn sàng đánh bại chúng để đạt được mục tiêu của bản thân. Nằm mơ thấy cá sấu con. Nếu mơ thấy cá sấu con, điều đó cho thấy rằng bản chất của bạn rất đáng tin cậy. Bạn là người luôn luôn chu đáo chăm sóc và bảo vệ con cái cũng như những người thân yêu của mình. Mơ câu cá sấu trong giấc mơ này đại diện cho sự may mắn đến với bạn. Trong thời gian sắp tới, bạn sẽ nhận được một số tin vui bất ngờ hoặc trải nghiệm những cơ hội mới và thú vị. Điều này mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bạn và gia đình. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này và hãy cảm ơn những may mắn đến với bạn. Giải mã giấc mơ cá sấu theo nghĩa tiêu cực. Bên cạnh những ý nghĩa tích cực, giấc mơ thấy cá sấu cũng được mô tả là đem lại những điềm báo xấu. Cụ thể hãy cùng tìm hiểu video sau đây. Mơ thấy cá sấu tấn công người khác. Một giấc mơ như vậy thường liên quan đến tính cách của bạn. Bạn đang bị thiếu đồng cảm với người khác hoặc có những hành vi bất cẩn. Mơ thấy bản thân bị cá sấu tấn công và không có người giúp đỡ. Giấc mơ này ám chỉ bạn sắp phải đối mặt với khó khăn trong tương lai, khó có thể tránh né. Mơ thấy chính mình bị cá sấu cắn. Giấc mơ này thường liên quan đến việc trốn tránh hiện thực đang gặp nhiều khó khăn của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cố gắng đối diện để tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Mơ thấy cá sấu bơi về phía mình. Giấc mơ này ám chỉ rằng trong tương lai sẽ đối diện với một số sự kiện khó khăn và thử thách hoặc người xung quanh bạn gặp khó khăn. Mơ thấy bạn cố gắng giết cá sấu. Giấc mơ này thể hiện đối thủ của bạn đang chờ cơ hội để lợi dụng và hạ gục bạn. Vì vậy, bạn nên cẩn thận trước mọi hành động và quyết định trong tương lai. Mơ thấy cá sấu ăn thịt ai đó. Việc chim bao thấy giấc mơ kỳ quái này thường thể hiện rằng người quen biết nào đó của bạn có thể đem đến sự rắc rối cho bạn.
trong tương lai và về dự án bạn đang làm có thể đối mặt với thất bại. Mơ thấy cá sấu đang đánh nhau. Giấc mơ này như những ý nghĩa rằng những người xung quanh bạn có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn trong tương lai và bạn nên tránh xa cuộc xung đột đó. Thấy một con cá sấu trong mơ. Nếu nằm mơ thấy một con cá sấu trong mơ thì điều này đem báo rằng nguy hiểm gây sự tử vong, thay đổi cuộc sống mãi mãi của bạn, hoặc sắp tới bạn có thể gặp phải sự lừa dối hoặc các trở ngại trên con đường của mình. Mơ thấy cá sấu đang nuốt chửng con mồi. Nếu mơ thấy cá sấu nuốt chửng con mồi, điều đó điềm báo việc bạn sắp phạm sai lầm lớn trong cuộc sống. Bạn phải đối diện với những tình huống khó xử và mất cân bằng trong cuộc sống, trong công việc. Chim bao thấy rất nhiều cá sấu xung quanh mình. Mơ thấy nhiều cá sấu xung quanh đang đe dọa bạn là điềm báo những nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai gần. Thời gian giấc mơ này cũng cho thấy bạn đang nỗ lực để thoát khỏi một công việc không hài lòng. Chim bao thấy hai con cá sấu đang đánh nhau. Đây chính là điềm báo cho cuộc xung đột xảy ra giữa bạn và những người xung quanh. Để tránh rắc rối, bạn nên tránh xa khỏi cuộc xung đột này. Nằm mơ thấy mình đang chạy trốn khỏi một con cá sấu, cho rằng sự kháng cự của bạn đối với những vấn đề mâu thuẫn tiềm ẩn của bạn, hoặc điều này còn có thể đại diện cho sự thay đổi đột ngột, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống. Để đạt được thành công, có thể cần nghiên cứu kỹ hơn về điều này. Nằm mơ thấy cá sấu khổng lồ. Theo giải mã giấc mơ, đây là điềm báo tín hiệu rằng bạn đang gặp phải những thách thức lớn trong sự nghiệp hoặc trong cuộc sống của mình. Báo hiệu bạn đang cảm thấy áp lực, mệt mỏi và cảm thấy không có thể tiến bộ trong công việc hoặc cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu bạn vượt qua sự đe dọa của con cá sấu khổng lồ trong giấc mơ này, đó là một dấu hiệu tích cực cho thấy bạn có thể vượt qua những khó khăn và đạt được thành công trong tương lai. Vì vậy, bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác và phát triển kỹ năng để giải quyết những thách thức này. Nằm mơ thấy cá sấu tấn công mình hoặc ai đó. Khi mơ thấy cá sấu tấn công mình hoặc ai đó, điềm báo không tốt về cuộc sống của bạn. Sắp tới bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng sợ, hoặc bị lừa dối, hoặc bị áp đặt ý kiến từ người khác. Nằm mơ thấy nhiều cá sấu là giấc mơ khá phổ biến. Điều này báo hiệu cho sự phản bội lừa tình. Vì vậy, bạn nên hãy chú ý trong tất cả mối quan hệ tình cảm cũng như các mối quan hệ ngoài xã giao. Mơ thấy cá sấu vào nhà, điềm báo sự đe dọa hoặc nguy hiểm đang đến gần với cuộc sống của bạn. Báo hiệu bạn sẽ gặp nhiều thách thức hoặc khó khăn sắp đến với tương lai. Nằm mơ thấy cá sấu ăn thịt người, điềm báo không tốt và đòi hỏi sự cẩn thận, chú ý lời ăn tiếng nói của bạn. Giấc mơ này đang ám chỉ rằng có một người đang âm mưu hại bạn và họ sắp lộ diện. Điều cần làm lúc này là phải tỉnh táo, sẵn sàng đối mặt với những thử thách và không thể bị lừa gạt bởi kẻ xấu. Hãy chú ý đề phòng trong thời gian sắp tới để bảo vệ bản thân và gia đình mình nhé. Nằm mơ thấy cá sấu đánh số máy để chúng lớn. Nằm mơ thấy cá sấu chung chung 89-58. Mơ thấy cá sấu cắn mình 99-11. Nằm mơ thấy cá sấu cắn người khác 19. Mộng thấy cá sấu cắn tay 61-03. Mơ thấy cá sấu cắn chân 90. Mộng thấy cá sấu chết 64. Mơ thấy cá sấu trong rừng 65. Giấc mơ thấy cá sấu đuối nước 65-73. Ngủ mơ thấy cá sấu dưới nước 34-54. Ngủ mơ thấy cá sấu vào nhà 22. Nằm mộng thấy cá sấu lên bờ 67. Ngủ mơ thấy cá sấu màu trắng 53. Ngủ mơ thấy cá sấu màu xanh 56. Nằm mơ thấy cá sấu khổng lồ 88. Mơ thấy cá sấu ăn thịt người khác 12. Chim bao thấy con cá sấu 89-58. Chim bao thấy cá sấu bơi 60. Chim bao thấy cá sấu tấn công 99-23. Ngủ mơ thấy cá sấu giết cá sấu 22. Mơ thấy chú cá sấu con 67. Thấy hai con cá sấu 29-30.
Mơ thấy có một đàn cá sấu 22, 58. Chiêm bao thấy mình thuần hóa cá sấu 24. Mơ thấy cá sấu 08. Cá sấu màu trắng xuất hiện trong mơ 53. Mơ thấy cá sấu đang ăn mồi 67, 77. Nằm mơ thấy cá sấu đẻ trứng 62, 71. Ngủ mơ thấy cá sấu xé xác con mồi 04, 73. Ngủ mơ thấy cá sấu đang nằm im như chết 50, 97. Nằm mơ thấy đang cho cá sấu ăn 24, 92. Nằm mơ thấy cá sấu ăn thịt người nghiên cứu 4753. Nằm mơ thấy đang nắm đuôi cá sấu số 10, 73. Nằm mơ thấy đang vật lộn với cá sấu 47, 76. Nằm mơ thấy cá sấu vào nhà 22. Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản liên quan đến giấc mơ cá sấu bằng cách phân tích nội dung của từng giấc mơ cụ thể. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấc mơ mình đang gặp phải. Hãy bình tĩnh đối mặt với những vấn đề rắc rối có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.